Những ngày gần đây, Trung Quốc liên tiếp hứng phải những cơn mưa lớn kéo dài, đặc biệt là tỉnh Hà Nam. Hồ chứa nước Thường Trang ở Trịnh Châu đối mặt với nguy cơ vỡ đập. 10 giờ 30 phút trưa ngày 20 tháng 7, các nhà chức trách quyết định xả lũ mà không thông báo cho người dân. Hậu quả là người chết vô tội vạ, tiếng dân oán thán khắp trời tỉnh Hà Nam. Thiên tai giáng xuống, mong lòng người thức tỉnh. 22 giờ 30 phút tối ngày 20 tháng 7, tức là hơn 10 tiếng đồng hồ sau khi xả lũ, phương tiện truyền thông nhà nước Nhân dân Nhật Báo mới đưa tin rằng hồ chứa Thường Trang đã xả lũ vì phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm. Thông báo này làm cho nhiều người dân cảm thấy rất bất bình. Họ nói Đảng Cộng sản Trung Quốc bí mật xả lũ, không thông báo trước để người dân Trịnh Châu di tản. Về sau này lại đổ vấy trách nhiệm cho ông trời, không chịu bồi thường chút thiệt hại nào cho người dân. Rõ ràng là lũ lụt ở Trịnh Châu là do xả lũ nước Trường Giang, nhưng xả lũ trước rồi mới ra thông báo di tản, như thế còn kịp được sao? Chẳng phải là xem mạng người như cỏ rác hay sao? Thảm họa lần này thật sự là nhân họa chứ không phải thiên tai. Theo thống kê chưa đầy đủ, gần đây nhất đợt xả lũ vô trách nhiệm này đã khiến hơn 1,24 triệu người tại 89 huyện cùng 560 hương trấn trong tỉnh chịu thảm họa. Riêng Trịnh Châu là nặng nề nhất với hàng ngàn người thiệt mạng và mất tích do nước lũ cuốn trôi. Có người than rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ác, quả báo đáng lẽ ra nên ứng nghiệm lên những thành viên của đảng, vì sao đổ hết lên đầu người dân. Để hiểu rõ hơn về điểm này, chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử một chút. Quay về nền văn minh lâu đời của Trung Hoa, chúng ta thấy rằng ở mỗi triều đại, lòng kính trời, kính thần là chuẩn tắc bất di bất dịch trong đời sống tinh thần của người dân. Sự phẫn nộ của trời cao có quan hệ trực tiếp đến những hành vi tà ác và đạo đức bại hoại của con người. Những thiên tượng như động đất, lũ lụt, hạn hán, thời tiết nóng lạnh thất thường đều là lời cảnh cáo của trời cao. Mỗi khi gặp phải những thiên tượng tiêu cực và đại tai nạn giáng xuống, hoàng đế đều phải ban bố tự trách tội bản thân để tạ tội với trời. Đó gọi là trách tội mình để thu phục lòng người, sửa sai để làm đúng với thiên đạo. Bởi từ đế vương đến thường dân trong họ đều minh bạch một đạo lý: người thuận ý trời thì hưng, người trái ý trời thì vong. Vì hiểu đạo lý đó nên vua Vũ, vua Thang mới gây dựng nên những triều đại thịnh vượng, lưu danh sử sách. Còn Đảng Cộng sản Trung Quốc thì sao? Đại ma đầu Mao Trạch Đông từng ngông cuồng phát ngôn rằng nhân định thắng thiên, đấu với trời là niềm vui vô tận. Nhiều người còn hưởng ứng một cách không lý trí. Và rồi, trận đấu đó đã kéo dài suốt hơn 70 năm qua, đấu đến nỗi gần 100 triệu người bị mất mạng, oan uổng. Hành vi ngang ngược của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến trời giận, người oán. Mấy năm nay, các loại thiên tai xuất hiện dày đặc và ngày càng cực đoan ở Trung Quốc, chính là để phơi bày những sự thật mà chỉ ở trong khốn cảnh con người mới có thể nhìn thấy. Nào là sự phồn hoa giả tạo, nào là những chính sách đường lối hoang phí và sáo rỗng, qua đó mà cảnh tỉnh con người. Hôm 26 tháng 7, nhiều người dân Trung Quốc đã đến trước lối vào của tuyến tàu điện ngầm số 5 đặt hoa tươi tế vong linh người tử nạn. Tuy nhiên, chính quyền lại sử dụng tấm chắn màu vàng để quay lượng lớn hoa tươi lại. Hành động này được cho là cố ý che mắt người đi đường. Đã có người dân tức giận gỡ rào và nói: hãy để người chết về nhà. Hình ảnh này làm gợi nhớ đến những vòng hoa tang đặt ở lối vào ga điện ngầm Prince Edward sau ngày 31 tháng 8 năm 2019 ở Hồng Kông để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong sự kiện cảnh sát tấn công người biểu tình theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó, khoảng 11 giờ tối 21 tháng 7, một nhóm đàn ông mặc áo phông trắng, bịt kín mặt, mang roi, gậy đã hành hung, tấn công người biểu tình tại ga tàu điện ngầm Doanh Long khiến 45 người bị thương, trong đó có các nhà báo và nhà lập pháp. Đã có thư tố cáo ghi rằng nhóm côn đồ này có quan hệ mật thiết với phó cảnh sát thân Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nếu nói quốc gia là một cơ thể toàn vẹn thì người lãnh đạo là đầu não, còn nhân dân là trái tim. Cơ thể mang một bộ não hư hại và chất chứa bệnh độc thì liệu trái tim có thể lành mạnh, an yên được không? Có câu rằng hoạn nạn mới thấy chân tình. Trong những giai đoạn tâm tối này, điều người Trung Quốc cần chính là dũng khí để cắt bỏ khối u nhọt đang khiến thân tâm họ ngày càng tàn tạ. Trên thực tế, họ đã được trời cao ban tặng cho rất nhiều cơ hội. Khi đại nhảy vọt bắt đầu năm 1961, người Trung Quốc có hơn 30 triệu người chết đói. Chuyện những người Trung Quốc đổi con cho nhau để ăn thịt chính đã xảy ra vào thời kỳ này. Thời điểm đó, toàn thể người dân Trung Quốc cũng rất oán hận Mao Trạch Đông. Kể cả những người cận vệ của ông ta cũng buông những lời oán trách ngút trời. Nếu thời điểm đó, 7.000 quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc lựa chọn đứng về phía Lưu Thiếu Kỳ lật đổ ác nhân Mao Trạch Đông thì hoàn cảnh Trung Quốc sẽ rẽ sang một hướng khác. Nhưng kết quả, ai cũng đều cúi đầu bảo toàn bản thân, không dám lên tiếng. Tiếp đến là vụ thảm sát Thiên An Môn đêm 3 tháng 6 năm 1989. Lúc đó, nếu người dân Trung Quốc đứng về phía Triệu Tử Dương lật đổ lãnh đạo độc tài Đặng Tiểu Bình thì có lẽ đất nước sẽ yên ổn. Nhưng không, họ lại một lần nữa lựa chọn đứng về phía bạo quyền để giữ an toàn cho bản thân. Điều này đã quyết định cục diện chính trị và tương lai của người dân Trung Quốc những năm sau đó, cho đến tận hôm nay. Một cơ hội nữa xuất hiện, ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu công khai bức hại các học viên lương thiện của môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công. Theo điều tra, thời điểm đó có khoảng 100 triệu người học Pháp Luân Công, tổng dân số là gần 1,3 tỷ người, tức là cứ khoảng 13 người thì có một người tập, nghĩa là ở bất cứ nơi nào của Trung Quốc cũng có thể tận mắt chứng kiến sự ôn hòa và vô hại của phong trào Pháp Luân Công. Điều này cũng có nghĩa là bất kỳ người dân Trung Quốc nào cũng có thể làm nhân chứng, bào chữa rằng người tập Pháp Luân Công là vô tội. Thế nhưng có những người đã chọn đứng về phía hành ác, tố cáo vu khống người tu luyện. Ngày 20 tháng 7 vừa qua là ngày đánh dấu 22 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công. Suốt 22 năm qua, họ là những đoàn thể người nhìn rõ nhất khối u nhọt Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hủy hoại đất nước Trung Quốc. Kiên trì không quản mưa gió, đều ngồi trước Đại sứ quán Trung Quốc ở các nơi trên thế giới để đòi lại công lý. Không phải công lý cho bản thân họ, mà chính là công lý cho người dân Trung Quốc. Đứng trước Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong lòng họ ngập tràn dũng khí và thiện lương. Thông điệp mà họ gửi đến người dân Trung Quốc đó chính là hãy mau chóng nhận ra và hiểu rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc để sớm thoát khỏi sự khống chế của nó. Ngày hôm nay, đại dịch càn quét, tai họa giáng xuống như từng cơn sóng dữ. Nếu lòng người không thức tỉnh thì tương lai phía trước sẽ là những chuỗi ngày vô định.